Mọi người nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vẽ cá heo này. Dụng cụ cần chuẩn bị nó cũng như là bình thường thôi. Mình sẽ cần một cái lớp nền. Mình chọn nền màu trắng nhé, bởi vì là nó sẽ nổi bật lên cái tông của cái con vật ấy. Mình chọn nền màu trắng này và cả vẽ cá heo màu mắm tôm. Đây gọi là hồng mắm tôm nha mọi người. Mình sẽ định hình của nó này. Mình sẽ nhìn hình theo mẫu, ví dụ mình cảm thấy đầu của nó như thế nào, mồm, miệng, cái thân của nó như thế nào thì bắt đầu mình sẽ định hình lên vừa cái khuôn móng mọi người cần vẽ nhé. Đây là cái móng giả thì nó sẽ to hơn móng bình thường, thì mọi người tập thì mọi người có thể máu vẽ ở trên này. Khi mà mọi người mà vẽ trên móng tay thật ấy thì mọi người sẽ căn móng của người ta. Ví dụ như mọi người vẽ nửa con hoặc là vẽ cả con thì mọi người phải căn trên móng thật xem có thể vẽ được với cái size ấy, cái size như thế nào đấy, thì mình sẽ vẽ như vậy. Mình vẽ xong rồi thì mình sẽ tô màu, cảm giác nó sẽ hơi loang lổ ấy. Nhưng mà tí nữa mình sẽ tô lại nhé, hoặc là mình sẽ phối lại với một số cái màu khác để cho nhìn nó không đơn điệu một màu ấy. Mình sẽ vẽ vi cá này, rồi chuỗi xuống đuôi. Nó giống như hình một chiếc lá ấy, mọi người cứ cảm giác là hình một chiếc lá. Mọi người vẽ hình một chiếc lá ra rồi mọi người sẽ gì nhỉ? Mọi người vẽ hình một chiếc lá ra rồi này, xong mọi người sẽ chỉnh theo. Vẽ reo nó dễ là vì mọi người có thể chỉnh được. Ví dụ nét nào mình không ưng ấy, mình có thể chỉnh được này. Rồi cho vào hơ nhé. Sau khi hơ xong thì mình bắt đầu mình mang cái hình mình vừa vẽ ra để mình ôm viền này. Mình sẽ ôm viền bằng gel vẽ của Hualia. Gel vẽ hiệu Hualia nha. Nhớ là chỉ có cái gel vẽ này này. Và cái cọ nét hoa hồng là hai cái mình dùng nhiều nhất. Và cái hũ gel vẽ lẻ cũng thế. Mình đi ôm viền này. Nhìn vẽ như thế này thôi, nhưng mà khi vào phối vào móng tay thì nhìn ra nó rất là cute ấy. Rồi này, mình sẽ vẽ ôm viền xong đuôi. Mình bắt đầu mình sẽ ôm lên má, lên mặt. Mình ôm hết nha. Vẽ nó không hề khó đâu, mọi người chỉ cần chú ý một tẹo, chỉ cần kiên trì hơn một chút thôi là vẽ nó sẽ đơn giản lắm. Mình sẽ chấm thêm một số họa tiết như mình muốn nha. Vẽ xong bắt đầu mình sẽ chấm những cái hình tròn tròn để mình tạo những họa tiết xung quanh nhìn cho nó đỡ đơn điệu ấy. Mọi người sẽ chấm một cái chấm bi và rồi mọi người sẽ dùng cái con nét mình kéo dần các nét ra này. Tiếp theo đấy là vẽ mắt này. Mọi người có thể vẽ mắt của nó tùy thích, ví dụ như mắt tròn hoặc là mắt mắt dài ấy, đấy là tùy theo mọi người thích này. Cái đuôi này mình thấy nó hơi ngắn ấy thì mình sẽ cho nó dài ra một chút này. Mình cho dài xong rồi mình sẽ lại lấy màu mình tô lên. Đi lên rất là dễ thôi. Sau khi xong hết thì mọi người cho vào hơ nha. Hơ xong bắt đầu mọi người sẽ tán thêm màu của nó ra nhìn cho nó đỡ đơn điệu này. Mình sẽ tán thêm một ít màu vàng nhạt này và một ít màu hồng đậm hơn. Mình tán ra như thế này. Đó. Màu hồng đậm mình sẽ cho vào cái vây của nó này. Rồi xong rồi thì mình sẽ bắt đầu cho vào hơ nhá. Hơ xong mình sẽ vẽ mắt của con vật này này. Vẽ mắt xong là mình sơn tốp là xong rồi. Sau đây là sản phẩm này. Xong rồi nha mọi người.